vua đường châu Á Robert Koop, 20 năm liền giàu nhất Malaysia, 100 tuổi vẫn tận lực vì công việc. Tỷ phú Robert Koop được mệnh danh là vua đường châu Á. Ông hiện đã tròn 100 tuổi nhưng vẫn luôn cống hiến hết mình để đạt được thành công cho sự nghiệp kinh doanh. Koop sinh năm 1923, là con trai út trong một gia đình gốc Hoa. Sau đó, bố ông quyết định tới Malaysia làm ăn, bắt đầu với lĩnh vực nông sản. Được thừa hưởng óc kinh doanh từ phụ huynh, từ khi còn rất nhỏ Koop đã thể hiện năng lực của mình trong lĩnh vực kinh doanh. Ông tự tiết kiệm tiền mở ra một cửa hiệu nhỏ để kinh doanh. Đến năm 1948, khi anh cả mất, Koop cùng với người anh hai mở một công ty chuyên thu mua, buôn bán mía đường có tên là anh em nhà Koop. Từ đó trở đi, Koop bắt đầu bé duyên với lĩnh vực kinh doanh đường. Khi mở rộng đầu tư, anh em nhà Koop chiếm 80% thị trường đường ở Malaysia. Họ cũng là công ty kiểm soát 10% thị trường quốc tế. Dần dần, Koop được coi là vua đường châu Á. Năm 1971, ông mở rộng kinh doanh với các lĩnh vực khác nhau như logistics, bất động sản. Ông cũng là chủ nhân của tập đoàn nổi tiếng Shangri-La, có hơn 100 resort và khách sạn trải rộng khắp Trung Quốc. Theo Forbes, tỷ phú Robert Koop có khối tài sản khoảng 10,3 tỷ đô la Mỹ, giữ vị trí người giàu nhất ở Malaysia trong 20 năm qua. Hiện Koop đã 100 tuổi nhưng vẫn luôn khỏe mạnh, minh mẫn, đam mê với sự nghiệp kinh doanh. Hồi hơn 90 tuổi, ông vẫn cùng các con quản lý tập đoàn, điều hành công ty.